Rồi để xem cho các bác xem sau cái đợt vừa rồi nghỉ rất là lâu thì em có rất là nhiều nguồn. Đây là một cái nguồn mà tái khởi động sau đợt giãn cách vừa rồi. Bóc ra xem là hàng họ gửi thế nào. Đấy. Em gửi hàng nhất là nói chung là làm lâu rồi thì mối lái thì anh em thì nhập nhất rồi mọi cái đây hàng đây áo bên trong ra kiểm tra chiếc âm ly em đang quay là một chiếc âm ly của Nhật. Em này tuổi đời thì cũng trên dưới 30 năm rồi. Các bác nhá, trên dưới 30 năm rồi, không ít nữa. Nhưng mà audio thì chơi được tầm đấy nghe nó mới sướng. Còn nếu mà chơi cổ hơn thì chơi khoảng tầm trên dưới 40 năm. Chất tiếng của nó nghe nó cũng cái độ gọi là mộc mà những cái âm ly sau này là mình không thể nào mình tìm lại được. Chiếc âm ly này thì ý là em sẽ tháo ra, nếu mà tình trạng nguyên zin đẹp thì sẽ bán đến tay của anh em với giá là 4,5 triệu nhá. 4,5 triệu cho em này. Nhưng quan trọng là phải đẹp, còn không đẹp thì không đẹp và không zin thì sẽ rẻ hơn đương nhiên rồi, mà cũng không bán được cho các bác, em cho anh em thợ luộc lại. Đây. Này nói thật các bác là hơi bị thất vọng các bác, thất vọng quá bởi vì nó quá đẹp các bác. Không có gì để chê. Nguồn chưa zoom tí nào luôn, rất là đẹp. 4 tụ lọc, 2 nguồn. 4 sò, anh em nhìn này, còn rất là đẹp. Mên miếc đẹp. Cực kỳ đẹp luôn. San xui D607. Đây anh em nhá. 4,5 đồng. Cái này tí vệ sinh lau chùi qua là ok đâu. Đẹp như này cơ mà. Tụ trước mọi cái còn rất là đẹp. 4,5 triệu các bác nhé. Quay cho các bác xem luôn cả cái mặt này. Còn em dưới nữa cũng như thế. Em về lô này là có khoảng tầm độ khoảng 6 con 6,7 này. Đây các bác nhìn mặt này. Mặt như mới luôn. Các cái chỉ đỏ vạch đẹp xuất sắc luôn này. Cái dòng này cứ dùng thời gian là cái chỉ đỏ này nó hay bị bạc mờ, nhất là dùng hàng bờ nào lớn thằng ước các phím nút này. Các bác nhìn mặt này. Tuyệt đẹp luôn này, âm ly cỏ nhưng mà lại đẹp này. Các bác nhìn tản nhiệt này, nhôm tản nhiệt trắng phao luôn. Đó. Cực đẹp luôn. Này, quay sát cận cảnh. Độ đẹp của nó. Mặc dù là một chiếc âm ly bình dân. Điện 100 xịn các bác nha. Rồi anh em nào mà kết em này thì điện sớm cho em. 4,5 triệu. Tiếng hay, mềm mại, đúng chất của sàn xui.